Thưa quý vị, được đánh giá là một trong những lĩnh vực có chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực thuế đã và đang cho thấy một khi có quyết tâm và phương pháp đúng, quá trình chuyển đổi số sẽ diễn ra rất thuận lợi. Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong việc hình thành được một môi trường làm việc tích hợp. Ở đó, người quản lý và đối tượng nộp thuế đều dễ dàng tương tác, trao đổi và thực hiện các công việc liên quan. Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại đây cũng đang tác động tích cực đến việc xây dựng hình ảnh một cơ quan thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Việc bài cập nhật thông tin mới nhất về chính sách thuế, các thông tư hướng dẫn mới áp dụng cho người nộp thuế, tương tác trao đổi, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp về các vấn đề còn vướng mắc cần giải đáp. Đó là những công việc hàng ngày khá bận rộn của phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh. Trong thời gian gần đây, hoạt động của trang thông tin điện tử Cục Thuế, kênh Zalo, Facebook, website hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với các hình thức hỗ trợ trực tuyến qua chatbot, Zalo, fanpage Cục Thuế ngày càng thu hút cá nhân doanh nghiệp quan tâm tham gia, nhất là trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính trong tháng 5 năm 2021, có khoảng gần 5.000 lượt người tiếp cận, hơn 1.000 lượt tương tác trao đổi với thông tin bài viết của Cục Thuế tỉnh. Và các cái trang điện tử này đã nhằm cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng đến với người nộp thuế. Cơ có thể cung cấp các trang như Facebook và Cục Thuế thì chúng tôi nhận thấy rằng lượt tương tác, số người tiếp cận qua Facebook và Zalo là ngày một tăng mạnh và cũng thuận tiện cho người nộp thuế trong cái thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đó là một trong những hoạt động nổi bật mang lại hiệu quả thiết thực trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trở thành một trong những địa phương đầu tiên áp dụng, được Tổng cục Thuế đánh giá cao. Để thực hiện chuyển đổi số, trong những năm qua, ngành thuế đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu, chuẩn quy định chung trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Ngành thuế cũng đang triển khai tốt hệ thống dịch vụ thuế điện tử ITES, ứng dụng 4.0 trong công tác triển khai hóa đơn điện tử, công nghệ chatbot trong công tác hỗ trợ người nộp thuế, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế. Công ty quy định là sử dụng hóa đơn điện tử vào tháng 7 năm 2018 và có nhiều thuận lợi là không phải viết tay, doanh nghiệp là có ngay hóa đơn để nhập kho, kê khai thuế và không cần phải đợi để chuyển phát. Dễ lưu trữ hóa đơn, không phải sợ là thất lạc, không sợ phải dùng hóa đơn là bất hợp pháp, vậy là tạo uy tín đối với khách hàng. Quan thuế là về trong thứ nhất trong cái việc thực hiện rất là tốt trong cái việc cải cách hành chính, trong việc kê khai và nộp thuế điện tử thì tạo cho đơn vị của bản thân tôi với là trong ngành thì là rút ngắn bớt cái thời gian cái giấy tờ. Với việc kết nối liên thông đầu tư hạ tầng đồng bộ giúp cho cá nhân doanh nghiệp có thể vào trang dịch vụ thuế điện tử ITES của Tổng cục Thuế bất cứ lúc nào để thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, đăng ký thuế, kê khai cho thuê tài sản, kê khai cá nhân kinh doanh, nộp thuế hoặc hoàn thuế điện tử. Đặc biệt từ tháng 5 năm 2021, với việc ra đời mục hỏi đáp giúp người dân doanh nghiệp có thể tương tác, hỏi đáp trực tiếp với cơ quan thuế bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử ITES mà không cần gửi văn bản giấy như trước đây. Cái nổi bật nhất đó là hệ thống kê khai thuế điện tử ITES. Hiện nay 100% hồ sơ khai thuế của chúng tôi đã nhận qua điện tử. Đối với doanh nghiệp và tổ chức là chúng tôi hoàn toàn sự áp dụng là điện tử, không có nhận hồ sơ giấy hay là qua đường bưu điện. Vừa qua Tổng cục Thuế đã nâng cấp thêm một cái mục đó là mục hỏi đáp. Thì hiện nay trên nền tảng điện tử của kê khai điện tử thì các anh chị gửi câu hỏi của mình đến như hệ thống chatbot hay là các anh chị gửi bằng cái văn bản của mình ký số trên kê khai điện tử luôn và cơ quan thuế cũng thực hiện trả lời theo quy trình tuyên truyền hỗ trợ theo đúng quy trình như vậy, trả lời bằng điện tử. Hiện nay tại Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp đăng ký hệ thống dịch vụ thuế điện tử ITES kê khai nộp thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%. Ngành thuế tỉnh phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng 4.584 đơn vị, chiếm tỷ lệ khoảng 85%. Ngành thuế cũng đã xây dựng nền tảng dữ liệu kết nối trao đổi thông tin liên thông, giải quyết thủ tục hành chính giữa các sở ban ngành nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng cho người nộp thuế. Đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện quy chế liên thông về hỗ trợ chữ ký số công cộng, hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Trên nền tảng xây dựng và áp dụng hiệu quả trong các hoạt động, ngành thuế tiếp tục chủ trọng thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo. Hiện nay thì thủ tục hành chính của cơ quan thuế đã trên cổng thông tin quốc gia là 150 thủ tục.
mà hiện nay chúng tôi sẽ đưa dần nhiều thủ tục hơn nữa. Hiện nay đang có chiến lược sẽ chuyển dần cái nộp thuế điện tử và kê khai điện tử của hộ kinh doanh ở các chi cục thuế để chuyển lên. Khi mà một số thông tư mới của luật quản thuế ra đời thì ví dụ như chuyển đổi 4.0 sẽ liên quan đến quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Thì điều đó có nghĩa là cơ quan thuế cũng sẽ ứng dụng nhiều công cụ về chuyển đổi số hơn nữa để mà quản lý thuế tốt hơn. Với những nỗ lực và hiệu quả đạt được, ngành thuế Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những đơn vị triển khai tốt về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ thuế điện tử trong toàn quốc. Ngành còn thực hiện tốt về xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 từ cục thuế đến các chi cục thuế trong toàn tỉnh, góp phần giải quyết thủ tục hành chính thuế một cách hiệu quả. Hiện nay, ngành thuế tỉnh tiếp tục triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tập trung nghiên cứu đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đáp ứng tốt các yêu cầu của người nộp thuế.